không mở nó, không mở nó. Các bạn nha, bây giờ là mình sẽ dẫn con chó mình nó vô nha các bạn, rồi con chực sẽ chạy theo nha. Rồi hai đứa nó nuôi từ nhỏ lớn nha các bạn. Rồi giờ để mình ra mình dẫn vô nha các bạn nha. Bà xã anh quay á. Mà nhanh quá mà dịch với con chó chạy nhanh quá chạy theo không kịp mà dịch của mình qua đó nè nó nuôi nó từ hồi nhỏ đó nuôi hồi lúc mà nó nhỏ xíu à hung miếng này mới nở trong trứng thì lộn quá hai chồng ăn lộn cái đầu cái chuồng sót lại mấy trứng á cái mình để nhà hai chồng đi Campuchia giờ tự nhiên nghe nó kêu khúc đi du lịch vậy nở nở ra rồi mình nuôi sao giờ tự nhiên giờ nó chơi với chó cho mình luôn mình vợ thì chỉ mấy lần mình dẫn chó đi cầu á là mình nghe nó la quá là la mình giờ biết rồi mình thả thử nó ra mình dẫn giờ chó đi thì nó đi theo đó hồi nãy các bạn thấy mình dẫn từ trên dẫn thì theo cái ngày mai là cái cánh này nè đáng lẽ là nó đẹp các bạn con chó nó cắn á chó nó cắn á đó các bạn thấy không trước lên rồi thôi mình cảm ơn các bạn nha, video mình đến đây cũng xin kết thúc rồi, hàng ngày mình sẽ lên video cho các bạn xem nha các bạn nha, xin chào hẹn gặp lại nha.